Chào các em. Bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập chương 4 của chương trình đại số lớp 10. Mà chủ yếu ở chương này chúng ta sẽ ôn tập về dấu và nhị thức bậc nhất và dấu tam thức bậc hai. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về dấu nhị thức bậc nhất. Ở đây thầy nhắc lại lý thuyết để khi làm bài tập chúng ta dễ dàng hơn. Định lý về dấu nhị thức bậc nhất. Nhị thức bậc nhất. Nhị thức bậc nhất là như thế nào? Nhị thức bậc nhất đối với x là biểu thức có dạng fx bằng ax cộng b, trong đó là ab là những hệ số và a khác không. Mấy em lưu ý đây, a là cái phần tử đứng trước x ha, chúng ta phải xác định cho rõ điều này. Rồi chúng ta qua định lý về dấu, thì cái nhị thức fx bằng ax cộng b nè, khi mà thầy cho ax cộng b bằng 0 thì chúng ta sẽ có cái phương trình bậc nhất tương ứng. Thì để giải phương trình này chúng ta ra nghiệm duy nhất là x bằng trừ b chia a. Cái nghiệm này cũng được gọi là nghiệm của nhị thức luôn em. Mình đồng nhất như vậy đi, thì ở đây mình sẽ được cái nghiệm là x bằng trừ b chia a. Mình điền cái nghiệm đó lên, tại trừ b chia a này thì cái nhị thức bằng 0. Định lý nói thế này em, từ trừ vô cùng đến trừ b chia a, tức là từ trừ cùng đến cái nghiệm này nè, thì nhị thức trái dấu với hệ số a, còn từ trừ b chia a cộng cùng là nhị thức cùng dấu với hệ số a. Cái nguyên tắc đơn giản ta nhớ là cái quy tắc mà để xét dấu nhị thức bậc nhất á, là trái trái phải cùng, ta nhớ ngắn gọn thôi, đó là nhị thức bậc nhất thêm em. Rồi cụ thể nè, thì a khác không thì có hai trường hợp, a lớn không thì ta bản xét dấu ta sẽ như thế này, a lớn không mà không cộng, bên trái trái dấu a mà không trừ, bên phải cùng dấu a mà không cộng, cùng dấu a dấu cộng. A bé không thì a mang dấu trừ, bên trái thì trái dấu a mà không cộng, bên phải cùng dấu a mang dấu trừ. Được em? Rồi chúng ta nhớ cái định lý này ha, nhớ cái cách lập bảng xét dấu đó nhìn thấy bậc nhất. Thì chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể để chúng ta thấy rõ hơn. Rồi phần C, ví dụ xét dấu các nhị thức sau: nhị thức fx bằng x trừ 3 và nhị thức gx bằng 5 trừ 7x. Chúng ta lần lượt giải các ví dụ. Đầu tiên là thầy đi tìm của cái nghiệm cái phương trình bậc nhất tương ứng, nghĩa là chúng ta sẽ cho là x trừ 3 bằng 0. Thì rất là đơn giản, ta chuyển trừ 3 sang với phải, ta sẽ được nghiệm là x bằng 3. Có nhiều cách để giải phương trình bậc nhất này, trong đó thì mấy em có thể là sử dụng cái chức năng của máy tính. Chúng ta sẽ nhập x trừ 3 bằng 0 vào máy tính, bấm shift con bằng, máy tính sẽ cho ra là x bằng 3. Được không em? Chúng ta tùy khả năng chúng ta có thể giải cách nào cũng được, tìm nghiệm bằng cách nào cũng được. Rồi mình lập bảng xét dấu, thì x của chúng ta ở đây sẽ là đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Mình điền cái nghiệm vừa tìm được nè, số 3 nè, đó, vào đây, tại 3 này thì nhị thức bằng 0 đó. Ở đây là lưu ý a bằng 1 mang dấu cộng, bên trái nghiệm này đó là từ trừ cùng đến 3, trái dấu a nghĩa là mang dấu trừ, bên phải này cùng dấu a nghĩa là mang dấu cộng. Rồi chúng ta thấy bảng xét dấu khá là đơn giản ha. Thông qua câu B, nhị thức gx bằng 5 trừ 7x, thì đầu tiên ta cho 5 trừ 7x bằng 0, ta giải được x bằng 5 phần 7. Mấy em lưu ý là khi mấy em sử dụng cái chức năng shift con của máy tính á, thì nó sẽ không cho ta ra liền kết quả 5 phần 7 ha. Để chuyển vào cái dạng hữu tỉ này á, thì ta sẽ bấm là cái phím SD, nó sẽ cho ra 5 phần 7. Rồi tương tự câu A, ta điền cái 5 phần 7 vô, tại 5 phần 7 này nhị thức gx bằng 0. Rồi bây giờ hệ số A của cái nhị thức này bằng mấy? Có phải bằng 5 hay không? Hay là bằng trừ 7? Mấy em nhớ là lúc nãy thầy có lưu ý là hệ số A là cái phần tử đứng trước x.
ở đây a bằng trừ 7 ha. Nếu ta xác định a bằng 5 ta sẽ điền dấu sai ngay. A bằng trừ 7 nguyên tắc là bên trái nghiệm sẽ trái dấu ra, như vậy là ở đây sẽ mang dấu cộng, bên phải nghiệm sẽ cùng dấu a, ở đây sẽ mang dấu trừ. Mấy em lưu ý nè, cái dạng những câu thế này hay cho trong toán trắc nghiệm đó, để mấy em nhầm lẫn là a mang dấu cộng, mấy em sẽ chọn ngay cái phương án nhiễu liền ha. Nhưng mà ta làm xong thì ta rút kinh nghiệm thôi mấy em. Rồi nhắc lại là ta phải xác định cho đúng hệ số a, chúng ta giải nghiệm phương trình bậc nhất tương ứng, rồi chúng ta sử dụng quy tắc để điền dấu. Rồi tiếp theo là chúng ta chuyển qua cái phần tam thức bậc 2. Tam thức bậc 2 là thế nào? Tam thức bậc 2 là biểu thức có dạng Fx bằng Ax bình cộng Bx cộng C. Trong đó A, B, C là những hệ số và A phải khác không. Cái tam thức bậc 2 này cũng khá là quen thuộc tới mấy em. Nếu như mà thầy cho Ax bình cộng Bx cộng C bằng 0 thì mấy em sẽ có ngay là cái phương trình bậc 2 tương ứng. Phương trình bậc 2 thì chúng ta đã giải rất là nhuần nhuyễn năm lớp 9 rồi. Chúng ta sẽ tính biệt thức delta, chúng ta dựa vào biệt thức delta để ta kết luận các trường hợp nghiệm của nó. Thì cái định lý về dấu của tam thức bậc 2 này nó cũng dựa vào cái biệt thức delta mấy em. Rồi nó qua định lý. Nếu như mà delta bé hơn 0 á, ở đây ta cũng khảo sát em x từ trừ cộng cộng cùng. Delta bé hơn 0 thì rõ ràng là cái phương trình bậc 2 tương ứng á, là nó vô nghiệm. Thì trên đây chúng ta không có nghiệm nào để điền hết. Thì định lý nói rằng là tam thức sẽ cùng dấu ra với mọi x từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Rồi trường hợp thứ hai là biệt thức delta của chúng ta là nó bằng 0. Nghĩa là cái phương trình bậc 2 tương ứng nó có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ b chia 2a. Cái này em đã biết rồi. Tại trừ b chia 2a này tam thức ta bằng 0. Thì định lý nói như thế này mấy em, từ trừ cùng đến cái nghiệm kép này nè thì tam thức cùng dấu ra. Rồi bên phải nghiệm này cũng là từ nghiệm kép đến cộng cùng thì tam thức cũng cùng dấu a luôn. Mấy em lưu ý nè, trong trường hợp này là cả hai bên đều cùng dấu ra, tại nghiệm kép thì hiển nhiên là tam thức bằng 0. Trường hợp thứ ba là delta lớn 0, lúc này ta sẽ giải ra được hai nghiệm x1 x2. Thì giả sử là x1 nhỏ x2, mấy em lưu ý là khi ta sắp x1 x2 lên các bảng xét dấu này thì nó phải theo thứ tự ha. Tại vì ta xét từ trừ cùng cộng cùng thì cái nào nhỏ để trước là giả sử x1 nhỏ x2. Tại x1 và x2 thì tam thức nó bằng 0. Định lý nói thế này mấy em, với mọi x mà thuộc cái đoạn cái khoảng từ x1 đến 2 từ đây đây nè thì tam thức sẽ trái dấu ra. Và với mọi x mà nằm ngoài hai cái nghiệm, tức là từ trừ cùng đến x1 hoặc là từ x2 đến cộng cùng thì nó sẽ cùng dấu a. Để nhớ định lý này á thì ta có thể cái trường hợp mà delta bé không và delta bằng không thì dễ hiểu rồi, luôn cùng dấu a ngoại trừ trong nghiệm kép này ha. Còn cái trường hợp delta lớn không thì cái quy tắc ta là gì? Trong trái ngoài cùng ha, quy tắc xét dấu của tam thức bậc 2 mà khi có hai nghiệm là trong trái ngoài cùng. Được không em? Rồi, đây là một cái bảng mà thầy vẽ cho trường hợp là a lớn 0. Đó. A lớn 0 mà dấu cộng. Được không em? Đó. Em có thể quan sát cụ thể dấu luôn, không còn trái cùng gì hết nữa. Được không? Rồi tương ứng a bé 0 thì đây. Đó. Rồi cũng giống như vậy thức ha. Bây giờ mình sẽ đi vào mình giải thử vài cái ví dụ để mình nắm rõ hơn. Chúng ta qua phần C ví dụ. Xét dấu các tam thức bậc 2 sao. A Fx bằng x bình cộng 6x cộng 9. B tam thức là Gx bằng trừ x bình trừ 5x cộng 6. Rồi ta lần lượt giải cái ví dụ thôi. Thì đầu tiên ta đi giải cái phương trình bậc 2 tương ứng. Ta cho x bình cộng 6x cộng 9 bằng 0. Ở đây thì chúng ta không có cần phải tính biệt thức delta hết em. Để giải phương trình bậc 2 thì ta sẽ sử dụng máy tính thôi. Thì ở đây thì sử dụng máy tính thì giải được x bằng trừ 3.
À, thầy giải ra được có một nghiệm viết bằng trừ 3 đây, thầy hiểu là ở đây là nghiệm kép, ở đây là delta bằng 0. Đó, bạn sẽ giấu, ta điền nghiệm kép lên. Rồi, tại trừ 3 này thì em viết bằng 0. Lưu ý là ta phải nhớ về định lý và dấu tam thức bậc 2 ha. Khi mà nó có nghiệm kép á thì bên trái nghiệm này là cùng dấu A, ở đây A bằng 1 mang dấu cộng. Nghĩa là bên trái nghiệm này là mang dấu cộng, bên phải nghiệm này cũng mang dấu cộng luôn, được hả mấy em? Tại vì cái này là tam thức. Rồi rồi ta chuyển qua cái ví dụ B, cách giải hoàn toàn tương tự. Ta cho cái trừ x bình trừ 5x cộng 6 bằng 0, ta sẽ giải ra được hai nghiệm, một nghiệm là x bằng trừ 6, một nghiệm là x bằng 1. Ở đây ta hiểu là delta lớn không, người ta lớn không nó mới ra được hai nghiệm phân biệt. Rồi ta lập bảng xét dấu, ta điền hai nghiệm lên. Tại hai nghiệm này thì tam thức gợi x bằng 0. Chúng ta lưu ý nè, ở đây là hệ số a bằng trừ 1 mang dấu trừ, tam thức có hai nghiệm phân biệt delta lớn không, vậy quy tắc chúng ta sẽ là trong trái ngoài cùng, nghĩa là từ trừ 1 đến 6 này trái dấu a là mang dấu cộng, còn phía ngoài là cùng dấu a mang dấu trừ, được hả mấy em? Phải xác định rõ dấu của hệ số a ha. Lưu ý nhắc lại là khi điền những cái nghiệm này lên thì phải có thứ tự, trừ 6 điền trước, 1 điền sau, được không em? Rồi thì cái phần định lý và dấu của nhị thức và tam thức này nó có nhiều áp dụng em, thì một trong những áp dụng trong toán của nó là chính là để giải cái bài toán là bắt phương trình. Thì chúng ta giải bắt phương trình sau: 2x bình trừ x cộng 5 trên 4 trừ x lớn không. Thì ta phân tích bài toán này chút xíu. Chúng ta thấy nè, vế trái của nó nè là thương của một cái tam thức chia với nhị thức, còn vế phải nó là số 0. Chúng ta lưu ý là khi giải bài toán bắt phương trình dạng này thì nó phải đưa đúng dạng là vế trái phải là tích hoặc thương, vừa có tích vừa có thương cũng được, của những cái biểu thức, còn vế phải là số 0. Thì nếu đúng dạng rồi thì mình rất là đơn giản mấy em, mình sẽ lập cái bảng xét dấu của vế trái. Thì cái việc mà lập bảng xét dấu của tích thương các nhị thức các tam thức mấy em đã được học rồi, chúng ta nhân dấu lại nha thôi. Rồi sau khi lập bảng xét dấu xong, chúng ta căn cứ vào chiều của bắt phương trình, ở đây là lớn không, nghĩa là chúng ta sẽ lấy dấu cộng để chúng ta lựa chọn tập nghiệm thích hợp. Rồi cụ thể ta đầu tiên ha, đúng dạng rồi thì mình đi lập bảng xét dấu thôi. Chúng ta cho cái tam thức bằng 0, thì ở đây ta bấm máy tính là nó vô nghiệm, ta hiểu là delta bé không ha. Rồi chúng ta cho là 4 chữ x bằng 0 thì rất là đơn giản, ta được x bằng 4. Rồi ta có ngay bảng xét dấu, ở đây chỉ có số 4 để điền lên thôi. Tại số 4 này thì nó là nghiệm của cái nhị thức bậc nhất thì ta điền số 0 vô đây, còn nó không có liên quan đến cái tam thức này hết, ta gạch một gạch, gạch một gạch thấy mấy em. Rồi ta xét dấu từ dòng ở trên này là tam thức mà vô nghiệm thì luôn cùng dấu A, luôn mang dấu cộng. Ở dưới này thì là nhị thức có hệ số A bén không, là bên trái nghiệm trái dấu A mang cộng, bên phải nghiệm cùng dấu A mang trừ. Rồi thầy giải thích cái chỗ hai gạch này. Tại số 4 này nè, nó làm cho cái mẫu của cái biểu thức này nè bằng 0, nghĩa là giá trị biểu thức tại 4 này không xác định, thì trong đó người ta ký hiệu bằng hai gạch. Rồi nhân dấu thì dấu cộng nhân cộng ra cộng, dấu cộng nhân trừ ra trừ. Rồi như vậy ta đã xong cái bảng xét dấu. Chúng ta phải nhìn lại cái chiều của bắt phương trình. Ở đây là bắt phương trình của chúng ta là gì? Là lớn không. Do đó ta lấy dấu cộng. Đây, lớn không là nhìn vô dấu cộng. Dấu cộng tương ứng là từ đây đến đây. Vậy là tập nghiệm bắt trình ký hiệu là chữ T sẽ là trừ vô cùng đến 4. Được không mấy em? Giải bắt phương trình này chẳng qua là chúng ta cũng đưa về cái
chuyện mà lập bảng xét dấu, rồi chúng ta dựa vào chiều bán trình để kết luận thôi. Rồi chúng ta qua một cái áp dụng thứ hai của cái xét dấu này, tức là ta sẽ biện luận cái dấu của cái tâm thức. Bài toán 2 của ta như sau: tìm các giá trị của tham số m để tâm thức bậc 2 fx bằng 2x bình trừ cho m cộng 2x cộng cho m bình trừ m trừ 1 có dấu không đổi. Lưu ý ở đây là có dấu không đổi. Vì ta nhớ lại coi, ở đây là tâm thức bậc 2 có a bằng 2 lớn hơn 0, vì có 3 khả năng xảy ra bằng xét dấu. Đó. Đề bài yêu cầu là tâm thức có dấu không đổi. À, ta nhìn cho ta thấy là chỉ có cái trường hợp này thôi, là nó luôn mang dấu cộng từ trừ cộng cộng cùng. Trường hợp này thì ứng với là delta nó bé hơn không. À, vậy ta bắt đầu phải giải bài toán thôi. Rồi thì để cái tâm thức này có dấu không đổi thì cái delta bằng b bình trừ 4ac phải bé hơn không. Ở đây là thầy nhắc lại công thức tính biệt thức delta luôn, là b bình trừ 4ac. Rồi bây giờ chúng ta thế số, chúng ta thế số và chúng ta tính thôi, thì nó là trừ m cộng 2 tất cả bình, thì đây ghi m cộng 2 bình cũng được, trừ cho 4 x 2 là 8. Rồi ta nhân phân phối, ta rút gọn, ta sẽ được một cái bắc phương trình bậc 2 thêm m. Để giải bắc phương trình bậc 2 này á, thì mấy em có thể là lập bảng xét dấu của tâm thức bậc 2 rồi sau đó lựa chọn chiều, hoặc là máy tính cũng hỗ trợ một số dòng máy tính thôi em. Mấy dòng máy tính sau này á, nó có hỗ trợ chúng ta giải trực tiếp bắc phương trình bậc 2 luôn, chúng ta bấm là nó cho kết quả liền. Thì ở đây á thì giải được đó là lập bảng xét dấu thì chọn được m nó thuộc cái khoảng là từ trừ vô cùng đến cái nghiệm thứ nhất, nghiệm nhỏ hơn á là 6 trừ căn 120 chia 7, hoặc là m thuộc vô là 6 cộng căn 120 chia 7 đến cộng vô cùng, thì yêu cầu bài toán sẽ được thỏa mãn. Thầy nói bài toán thứ hai nè, cái dạng mà biện luận dấu của cái tâm thức này nè, chúng ta có rất là nhiều cái ứng dụng ở trong cái chương trình lớp 12 ngay đầu năm luôn, ngay chương 1 của giải thích 12 luôn. Do đó mấy em phải nhớ định lý về dấu của tâm thức bậc 2 cho rõ ha. Chúng ta còn sử dụng rất là nhiều, trước mắt là chúng ta học để cho chương trình lớp 10, nhưng mà sau này qua năm 12 xài rất nhiều. Rồi bây giờ thì thầy sẽ đưa em số bài tập để mấy em tự giải ha. Chúng ta bây giờ chúng ta đã nắm lý thuyết rồi, ta đã coi các ví dụ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ giải thử số bài tập, tự mấy em giải coi mấy em hiểu tới đâu ha. Thì bài 1 của thầy là yêu cầu giải bắc phương trình. Bài 2 á chúng ta gặp ở chương trình trung học cơ sở nhiều rồi, là biện luận nghiệm của phương trình. Ở đây là biện luận để phương trình có hai nghiệm trái dấu. Rồi bài 3 chúng ta là biện luận để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. Mấy em ghi này lại, mấy em tự giải ha. Rồi thầy cũng hướng dẫn sơ ha. Đối với bài 1 á, bài 1A thì đúng dạng rồi nè mấy em. Với trái là thương, với phải là không. Tôi lập bảng xét dấu và lựa chọn tập nghiệm thôi. Đối với bài B thì ta thấy là với trái này nó có cái tổng đó nè, với phải cũng không phải là không nữa, thì ta sẽ chuyển với phải về bên trái để được với phải là số 0. Rồi còn mấy này thì làm sao? Chúng ta sẽ quy đồng. Quy đồng thì chúng ta sẽ đưa về dạng là tích thường. Rồi ta là làm giống như câu A. Còn bài 2, phương trình có hai nghiệm trái dấu, phương trình bậc 2 có hai nghiệm trái dấu, thì em nhớ đi, chúng ta có cái kết luận rồi, phương trình mà có hai nghiệm trái dấu thì hệ số a nhân c phải bé hơn không. Bài toán đưa về giải cái bắc phương trình thêm mà em tiếp tục giải nha. Rồi bài 3, tìm tất cả trị tham số m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. Ở đây phải phương trình bậc 2 chứ mấy em.
Đúng dạng rồi, a bằng 1 rồi, phải nhìn mặt 2 rồi. Hai nghiệm dương phân biệt thì đầu tiên là chúng ta phải là biện luận cho nó có hai nghiệm phân biệt cái đã. Hai nghiệm phân biệt nghĩa là delta lớn không. Rồi, thêm một cái điều kiện nữa. Hai nghiệm nó phải dương. Thì ta nhớ rồi. Theo định lý VS, hai nghiệm nó dương thì tích hai nghiệm đó là số gì? Rồi. Tổng hai nghiệm nó phải là số gì? Rồi. Mấy em tự giải ha. Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi thêm ha. Rồi mấy em coi lại phần lý thuyết. Chúng ta sẽ có một cái bài, một cái tiết luyện tập vào buổi chiều nữa ha. Rồi, chào mấy em. Cảm ơn mấy em đã tham gia buổi học.